Chào các bạn, mình là Super Siêu Anh Tuấn. Mình đang có mặt tại khu vực đại lộ 72m Vinclore. Sáng nay thì những cái xe tải rất lớn chở những cái thiết bị máy móc này đổ xuống cái khu vực tập kết này để chuẩn bị làm đại lộ 72m Vinclore giai đoạn 2 các bạn ạ. Toàn là máy móc mới hết không? Xe lu rồi xe ủi các kiểu. Những cái máy móc rất mới, mới toanh luôn. Lúc sáng thì người ta cũng có cúng động thổ ở đây các bạn ạ. Lúc sáng mình đạp xe đi qua khu vực này, mình thấy xe chở vật liệu về rất sớm. Còn đây là nhà tạm, nhà tôn để cho kỹ sư công nhân xây dựng đại lộ Vinclore giai đoạn 2 người ta ở. Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam, ban chỉ huy công trường gói thầu số 6 xây lắp Vinclore giai đoạn 2. Lúc nãy có hỏi mấy anh công nhân ấy, thì đại lộ Vinh Cửa Lò giai đoạn 2 người ta sẽ làm, nói chung làm từ Vinh xuống Cửa Lò luôn, người ta làm xuyên suốt luôn, sẽ chia ra làm nhiều đội, sẽ có những cái đội là làm ở khu vực phía Nghi Đức, rồi sẽ có những đội làm ở khu vực Nghi Xuân rồi Nghi Phong. Anh có cảm xúc gì khi đại lộ 72 giai đoạn 2 chuẩn bị làm anh? Anh thì rất chí là trong người rất chí là phấn khích, bởi vì ít nhất là anh đã vừa mua được hai lô đất ở ven đại lộ, và nhất là như là dự án mà nói làm luôn thì anh rất chí là cực kỳ là sướng luôn. Đất đã chuẩn bị tặng rồi, anh có tiền rồi. Một cái khoảng đất ở giữa rất lớn. Bây giờ làm người ta làm đại lộ 72 giai đoạn 2 không cần phải giải tỏa, bởi vậy cho nên thời gian chắc chắn là nó sẽ nhanh hơn cái đợt 1 rất nhiều. Đó. Đại lộ 72m giai đoạn 2 thì người ta sẽ làm mới thêm mỗi bên là 4 làn đường mới nha các bạn. Tổng sẽ có tất cả là 12 làn. Ở giữa sẽ có giải phân cách cũng khá là rộng. Rồi hệ thống đèn đường, hệ thống cây xanh, hệ thống thoát nước, tất cả là người ta đều sẽ làm đầy đủ. Cái làn đường mà chúng ta đang đi ấy chỉ là làn đường gom thôi. Đó, những cái làn đường mới là người ta sẽ làm phía trong này. Đó, bây giờ người ta sẽ không cần phải giải tỏa, không cần phải đền bù gì nữa, mà người ta làm thẳng luôn. Cái khó nhất ấy, mình nghĩ chính là người ta phải bốc hết tất cả những cái lớp đất yếu, những cái nền đất yếu, những cái lớp đất bùn ở dưới này này. Sau đó người ta thay đất mới lên. Và chắc chắn là giai đoạn 2 người ta làm sẽ tốc độ và nhanh hơn giai đoạn 1 rất là nhiều. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nhé. Nhớ bấm like, comment và chia sẻ video của mình. Xin cảm ơn.